Đây là trận đấu giữa Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và Đại học Trà Vinh. Và như vậy là hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và Đại học Trà Vinh, trận đấu tại bảng B giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 trên Cúp THACO cũng đã được bắt đầu. Minh Thuận sẽ là người thực hiện từ đúng đá phạt góc này dành cho Đại học Trà Vinh. Đánh đầu rất nguy hiểm, vẫn còn. Họ cũng đã chắc suất ghi tên mình vào vòng đấu tứ kết rồi, nên đây là một trận đấu mà các cầu thủ áo xanh đang chơi tự tin hơn. Rất nguy hiểm. Đó là pha bóng mà Ngọc Tài đã băng xuống dứt điểm rất nhanh, nhưng đã không thể đánh bại được thủ thành công trọng của Đại học Trà Vinh. Nhưng với những pha lên bóng của mình thì đội bóng áo xanh cũng đang biết cách để có thể tạo ngược lại sức ép về phía khung thành của đối phương. Lần này là tình huống đá phạt góc tầm thấp. Bóng hai rất nguy hiểm. Rất bất ngờ và tỷ số được mở dành cho Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. Một pha bóng dàn xếp rất hay đến từ đội bóng áo xanh và sâu vài một pha bóng lập bập, và có vẻ như người có pha làm bàn dành cho đội bóng áo xanh đó là số 6 Minh Đạt. Chúng ta cần phải theo dõi lại tình huống làm bàn này của Minh Đạt khi mà bóng đã diễn ra rất nhanh ở trong tình huống vừa rồi. Sâu pha bóng dứt điểm từ tuyến 2 của đội trưởng Phú Nhật. Bóng lập bập và tìm đến đúng vị trí của Minh Đạt. Một pha dứt điểm cực kỳ bất ngờ. Và bóng hai cũng là một bài vở. Đã ngay, rất nguy hiểm. Đó là một quyết định đầy táo bạo đến từ Phú Nhật. Ở trong mùa giải năm nay thì chúng ta cũng đã chứng kiến một bàn thắng cũng đã xuất hiện từ một pha bóng cố định và đầy bất ngờ như thế này. Thứ hai đó là Đại học Thủy Lợi. Đánh đầu rất nguy hiểm, một pha đánh đầu về cột gần. Người vừa có pha đánh đầu đó là Di Hoàng. Minh Thuận, đó là đá ngay. Bóng đi khá liền nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát của Chí Khang. Những pha bóng với một lực đi và một quỹ đạo như thế này thì sẽ là những thử thách đối với các thủ môn. Sức gió tại sân bóng trường Đại học Tôn Đức Thắng lúc này cũng là tương đối lớn. Bóng đi lắc lư, Huỳnh Quang, khoảng trống lộ ra dành cho Huỳnh Quang. Thêm một cú đá từ xa và vẫn chưa đủ hiểm, chưa đủ căng để có thể vượt qua được Chí Khang. Trong tầm khoảng 5 phút trở lại đây thì thủ thành mang áo số 1 của Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đang phải làm việc nhiều hơn. Một pha bóng tương đối lập bập. Hải Đăng vẫn kịp dành cho Đại học Trà Vinh. Hợp lý rồi. Thành Phát. Không bóng. Một pha bóng đi câu âu và cực kỳ khó chịu với cú đá của Thành Phát. Một pha bóng mà Thành Phát đã đứng ở một khe hở rất nhỏ thôi. Đây là Minh Nhật. Minh Nhật treo bóng. Ở phía trong vòng cấm của đối phương thì chưa có ai. Văn Dầu. Ngọc Tâm. Văn Dầu vẫn chưa thể thành công. Bóng bằng một cách nào đó thì vẫn tìm đến đúng vị trí của Chí Khang. Một pha bóng mà Văn Dầu đã băng lên rất nhanh. Một pha vút bóng rất nhanh đến từ Văn Dầu. Còn đối với Đại học Trà Vinh thì họ sẽ phải chờ đợi vào trận đấu giữa Đại học Văn Hiến và Đại học Kinh tế Đại học Huế diễn ra sau 7 phút. Ngọc Tài. Vẫn đang là Ngọc Tài. Ngọc Tài chưa phải là giao châm hết. Cú đá vừa rồi của Ngọc Tài bóng đã đi thẳng vào vị trí của Công Trọng. Nhưng không sao, lúc này thì tiếng còi khép lại trận đấu của trọng tài Dương Hữu Phúc cũng đã được vang lên. Trận đấu giữa Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và Đại học Trà Vinh đã khép lại với tỷ số cuối cùng là 1-0. Nghiêng về dành cho đội bóng phố biển Nha Trang với pha lập công duy nhất của Minh Đạt.